nhà nghỉ nơi cô giáo và nam sinh hỏi thuê phòng trọ. Người chồng nói không đúng. Chủ nhà nghỉ cho biết cô giáo cùng nam sinh vào hỏi thuê phòng theo tháng và khẳng định cái việc cởi áo, cởi quần chắc chắn là không có, tầm bậy hết sức. Chiều ngày 11 tháng 3, phóng viên đã tìm đến nhà nghỉ RV2, nơi anh T đã tố cáo phát hiện vợ là chị Hạ, giáo viên trường trung học phổ thông, thị xã La Gi, Bình Thuận, có quan hệ bất chính với học trò. Được biết, anh này đã gửi đơn tố cáo cũng như chuẩn bị các chứng cứ vụ việc trình cơ quan công an. Trao đổi với báo chí, anh T cho rằng qua theo dõi định vị, anh đã phát hiện vợ đang ở trong một nhà nghỉ vào ngày 6 tháng 1. Anh cùng gia đình đến xin chủ nhà nghỉ cho vào và phát hiện vợ đang ở cùng nam sinh trong phòng. Vợ tôi đã dùng chiếc gối phủ lên chiếc áo ngực, sau đó cầm đi vào nhà vệ sinh. Chiếc bao cao su nằm sẵn ở đó, trong phòng còn có chiếc xe máy của nam sinh kia, anh T nói. Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, vợ anh T, chị Hạ nói, do em gái có nhu cầu ra ở riêng nên nhờ tìm phòng trọ, do em nam học sinh biết khu vực đó có phòng trọ và đề nghị chở cô đi giúp. Cô Hạ cho rằng nhà nghỉ này có cho thuê theo tháng, lại gần chỗ em gái làm việc nên vào xem thử. Khi em học sinh đi cùng đứng trong phòng đợi, tôi đi vào nhà vệ sinh xem, thì anh ta cùng nhiều người ập vào khống chế, quăng các vật kia ra để quay phim, cô Hạ nói. Trao đổi với phóng viên, anh Hồ Hiếu, 44 tuổi, chủ nhà nghỉ RV2, xác nhận có sự việc xảy ra vào ngày 6 tháng 1. Tuy nhiên, anh này khẳng định, chị Hạ và em học sinh vào hỏi thuê nhà nghỉ theo tháng. Anh Hiếu nói, những gì người chồng nói là không đúng. Bữa đó, cô này vào hỏi mướn phòng tháng cho em hay cho ai đó, tôi không biết. Tôi có mở cửa phòng số 7 cho họ vào xem. Lúc sau, chồng cô này cùng một nhóm người chạy vào. Anh có đuổi ra nói chuyện gia đình thì về nhà giải quyết để chỗ cho tôi làm ăn. Về nội dung người chồng tố vợ có quan hệ, phát hiện áo ngực và bao cao su, chủ nhà nghỉ nói, cái việc cởi áo, cởi quần gì đó chắc chắn là không có, tầm bậy hết sức. Về việc bao cao su và áo ngực, tôi khẳng định là không có, tôi có mặt ở đó làm sao mà có được. Trao đổi với báo chí, chị Hạ cho rằng chồng mình đã dàn cảnh quay clip để khống chế mình nhằm giành quyền nuôi con và phân chia tài sản. Chị cho biết hai vợ chồng dự định ly hôn nhiều lần. Lần hòa giải thứ hai sẽ tiến hành vào ngày 12 tháng 3. Chị cũng cho biết sau chuyện xảy ra vào ngày 6 tháng 1, anh T quay được clip và đã xuống nhà ngoại bắt con trai của chị về nuôi, bỏ đồ đạc, đuổi chị ra khỏi nhà. Cô giáo Hạ cũng cho hay anh T đã dùng clip quay tại nhà trọ để bắt vợ lên nhà quỳ xin lỗi, nếu không sẽ đưa clip lên trường. Chị nói buộc phải làm theo do sợ chồng tung clip ảnh hưởng đến danh dự nhà giáo của bản thân.